Chị Trâm. Út Mây. Em qua thăm nội. Nội với Hai Bình vừa mới về rồi. Chị mới tiễn hai người về nè. Sao nội không gặp em trước khi về? Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà chị thấy thái độ của nội với Hai Bình á, thì buồn lắm. Chắc tại hai người không muốn em thấy họ buồn, cho nên mới không gặp em đó. Nhưng mà nội có gửi lời thăm em. Em hiểu. Em hiểu nội rất buồn, dù nội không còn chống đối nữa. Chị, em thấy em có lỗi với nội em quá. Thôi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần sau này em thành công, biết lo cho gia đình. Nội thấy em trưởng thành và có được hạnh phúc á, thì từ từ nội cũng sẽ vui thôi. Ừ, em biết rồi. Mà chị thấy á, ông Tuấn cũng tài thiệt đó. Chỉ cần qua gặp nội có một lần hả, mà ông đã thuyết phục được nội để nội thông cảm cho em. À, mà phải rồi, ông có nói với em á là ông nói gì với nội không? Em cũng không biết nữa. Mình mới lên Sài Gòn một thời gian ngắn, mà sao lại có quá nhiều chuyện xảy ra. Mình cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Phải chi lúc này được ôm chặt bà nội, hoặc nắm tay anh hai, hoặc là được nằm trong lòng mẹ. Alo, chị Lam hả? Con đang làm gì vậy? Thúy Hoàng muốn gặp con nè. Dì nói sao? Em Thúy Hoàng muốn gặp con hả? Con ra công viên chơi với em được không? Dạ được chứ. Để con ra liền cái gì. Ê nè, chụp đẹp đẹp cho chị nha. Chụp nhiều lên nha, nhớ chụp đẹp lên đó. Nè em ơi, qua đây. Cho tôi hỏi, mấy cô tới đây làm từ thiện hay là để chụp hình vậy? Ở đây đâu phải là công viên đâu. Sao, cô ngạc nhiên lắm hả? Mấy bữa trước tôi đi công tác, chứ tôi mà có mặt ở đây thì tôi sẽ không cho cô tới đây để làm từ thiện đâu. Nè, tôi tới đây để làm từ thiện thì có gì sai? Ủa mà bà làm gì ở đây vậy? Tôi làm quản lý ở đây. Tôi không chấp nhận thái độ làm từ thiện của cô. Tôi có cảm giác là cô đang lợi dụng tụi nhỏ để đánh bóng tên tuổi của mình. Nè, không phải là bà làm quản lý đây rồi muốn nói gì thì nói nha. Bà dựa vào đâu mà dám nói là tôi lợi dụng tụi nhỏ để đánh bóng tên tuổi của mình chứ? Bà có biết là tôi tốn bao nhiêu tiền để mua đống quà đó không hả? Số tiền đó, tôi nghĩ cô nên lo cho cái ngoại hình của cô thì ý nghĩa hơn đó. Lần này là tao cảnh cáo mày nha mày. Mày á, mà còn lén phén với ông Tuấn một lần nữa thì đừng có trách tao, nghe chưa? Nhớ mày. Nè, mấy người là ai? Mấy người làm gì vậy hả? Ông Tuấn, cảm phiền nha. Tụi này đó chỉ làm theo lệnh của bà xã ông thôi. Mày vừa nói cái gì hả? Mày nói cái gì hả? Mày đứng lại, hai mày đứng lại.
giả quá. Rosie, ông Tuấn. Rosie, tôi xin ông đi về đi. Ông đừng làm cho mọi chuyện đi xa hơn nữa. Rosie à, cô nghe tôi nói nè, trong chuyện này vấn đề chỉ nằm ở Trúc Lam thôi, không phải ở tôi và cô đâu. Nhưng mà dì Lam sẽ không chịu đựng nổi những tổn thương và mệt mỏi khi mà dì phải sống trong nghi ngờ đâu. Vậy cô muốn sao hả? Không lẽ cô muốn chấm dứt mọi chuyện chỉ vì những nghi ngờ vô lý đó? Ông Tuấn, tôi biết ông luôn coi trọng công việc và uy tín của mình, nhưng có bao giờ ông nghĩ lại và thông cảm cho dì Lam không? Tôi thật sự không muốn tiếp tục chuyện gì nữa, bởi vì tôi rất quý trọng mối quan hệ với dì Lam, và tôi cũng không muốn mình trở thành tác nhân gây ra mối bất hòa trong gia đình của ông đâu. Công việc của tôi là đầu tư cho nghệ sĩ, nếu như không phải là cô thì cũng là một cô gái khác thôi. Đó không phải là vấn đề, mà vấn đề nằm ở chỗ Trúc Lam thường xuyên ghen tuông với những cô gái ở bên cạnh tôi. Chuyện đã tới nước này rồi, tôi cũng không muốn giấu cô nữa. Thực ra Trúc Lam có bệnh về tâm thần, bà luôn muốn độc chiếm tôi và ác cảm với tất cả những cô gái bên cạnh tôi. Hay mỗi khi ghen tuông là bà lại trút hết giận dữ lên Thiên Hòa. Con nhỏ càng lúc càng khờ khạo là vì vậy đó. Rosie, Trúc Lam ngoài mặt cười nói thân tình với cô, nhưng thật ra bên trong là cả một sự đố kỵ. Tôi thật sự không muốn nói ra điều này chút nào, nhưng vì cô cứ như vậy, buộc lòng tôi phải nói hết để cho cô cảnh giác, để cô có suy nghĩ khác đi. Vấn đề tâm lý của Trúc Lam, tôi là chồng của bà, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ nghĩ cách để giúp bà có tinh thần ổn định trở lại. Còn cô không làm sai thì cô phải hiên ngang. Nếu bây giờ cô rút lui từ bỏ thì Trúc Lam sẽ tin cô sao? Ngược lại, bà càng khẳng định cô là người có lỗi đó. Tôi... bây giờ tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Tránh mặt Trúc Lam, đó là việc cô nên làm lúc này. Nhưng mà tôi... Rosie, sự thật và giả dối cô không thể phân biệt được đâu. Tôi biết là cô rất quý trọng mối quan hệ với bà, nhưng cái tác còn in hàng trên má cô, đó mới là sự thật. Trúc Lam chỉ muốn tiếp cận cô, khiến cô tin tưởng để dễ dàng tìm hiểu về mối quan hệ giữa cô và tôi thôi. Hơn nữa, khi bị kích động là bà có thể gây hại cho cô bất cứ lúc nào, cô hiểu không? Tôi thấy mình thật là xấu xa khi phải nói ra những chuyện này. Ví dụ sao thì Trúc Lan cũng là vợ tôi, nhưng mà nếu tôi cứ che giấu thì càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Nghĩ lại, trong chuyện này tôi cũng là người có lỗi. Đi bao nhiêu năm nay tôi không giúp cho bà khá hơn, mà tôi lại khiến bà thêm mệt mỏi, rồi liên lụy tới người khác nữa. Tôi là một thằng trong tội mà. Ông Tuấn, ông đừng làm như vậy mà. Ông Tuấn, tôi là thằng trong tội mà. Ông Tuấn, đừng làm như vậy mà. Ông Tuấn, ông bình tĩnh lại đi. Rosie, cô hãy tập trung cho những kế hoạch sắp tới.
Đừng để chuyện này làm ảnh hưởng tới công việc. Rắc rối này chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Nhiệm vụ của tôi là khuyên giải Trúc Lam, còn nhiệm vụ của cô là tránh mặt Trúc Lam nghe. Nội uống nước đi nội. Mấy bữa nay nội ngủ không có được, cứ nghĩ tới cái chuyện mà con Út May nó ở bên cái thằng cha Tuấn đó, nội lo quá. Đó, bây giờ nội tin con chưa? Ngay từ đầu con đã nói là ông Tuấn không phải là người đàng hoàng rồi. Nội đâu có già, nhìn bề ngoài hào hoa phong nhã vậy, lại giang tay giúp đỡ gia đình mình trong lúc khó khăn. Nội đâu có nghĩ bên trong con người nó tâm địa độc ác dữ vậy. Vậy sao lúc ở trển á, nội không cho con nó quạch tẹt ra luôn đi? Mình càng giấu như vậy á, càng lộ yếu điểm cho ổng lớn lướt mình. Con không có biết, tại vì thằng cha Tuấn á biết chuyện cha con á lỡ tay giết con gái mình, rồi đem con Út May về thế chỗ để chạy tội. Nội sợ á, nếu mà con công khai chuyện đó cho Út May biết á, thì thằng cha Tuấn cũng sẽ công khai cái chuyện kia, rồi con Út May nó sẽ bị hoảng loạn nè, nó sẽ bị tổn thương nè, rồi nó oán hận mình. Nhưng mà con thà như vậy còn hơn là để Út May đặt lòng tin vào con người gian xảo đó. Nội nghĩ chừng nào mà mình tìm ra được má của con Út May thì chừng đó con hãy công khai mọi chuyện cho nó biết. Thì lúc đó cho dù Út May nó có oán hận mình hoặc là nó có bị tổn thương thì cái việc mà nó có được má ruột ở bên cạnh thì cũng đỡ phần nào. Phải rồi, con sẽ đi tìm má cho Út May, sau đó sẽ công khai mọi chuyện, lời bộ mặt gian xảo của ông Quang Tuấn, để cho Út May thấy rõ bộ mặt thật của ông ta mà tránh xa. Nhưng mà con định đi đâu để tìm? Bây giờ con cũng không biết bắt đầu từ đâu luôn. Hai Bình nè, nội nhớ cái lần má nó lại đây tìm nó lúc mười mấy năm về trước á, má nó có nói loáng thoáng là bà ở trên Sài Gòn xuống. Không biết bây giờ bà còn ở trên đó không? Mà đất Sài Gòn rộng mênh mang vậy, không biết tìm ở đâu. Nội, sao chuyện này bao nhiêu năm nội giấu con, không cho con biết, để con đi tìm má cho em. Một phần vì nội không có chắc, cho nên nội không có dám nói ra. Nội sợ con đi tìm không đúng chỗ thì cực thân con nữa. Với lại một phần nội cũng không muốn xa con Út nữa, cho nên nội giấu, không muốn nói con biết. Nhưng mà thiệt tình, trong lòng nội cắn rứt hoài. Nhưng mà con nghĩ là con phải lên Sài Gòn tìm thử, dù sao còn đứa còn tát đúng không nội? Cái con kia, bữa tao cảnh cáo mày một lần rồi mà, tại sao mày vẫn không sợ? Qua lại với ông Tuấn nữa hả? Hả? Là gì Lam? Mình có nên nghe không? Trúc Lam chỉ muốn tiếp cận cô, khiến cô tin tưởng để dễ dàng tìm hiểu về mối quan hệ giữa cô và tôi thôi. Không lẽ dì Lam giả bộ quan tâm để đánh lạc hướng mình?
mày. Chị Trâm, chị mua bánh tráng trộn nè, hai chị em mình cùng ăn ha. Dạ. Nè. Trời ơi, ngon quá vậy ta. Sao chị biết em đang thèm vậy? Chị mới hay. Út Mai, em bị gì vậy? Ai đánh em? Đâu có ai đánh em. Tại em không cẩn thận cho nên em bị té. Té cái gì? Vết trầy đỏ như vậy á, chứng tỏ có người đánh em. Không lẽ là Ái Ly? Không phải, không phải chị Ái Ly. Mấy ngày hôm nay em đâu có gặp chị. Mà thôi, chị đừng có hỏi nữa. Em đâu có sao đâu. Dì Lam gọi, sao em muốn nghe? Em nói thiệt đi. Có phải dì Lam đánh em đúng không? Không, không phải. Không có phải dì Lam đâu. Chị trả cho em đi. Em nói không phải, nhưng thái độ của em á khiến chị tin là phải. Có phải bà ghen tuông với em cho nên đánh em đúng không? Chị Trầm, không có đâu mà. Chị đi đâu vậy? Tụi mình á là chị em với nhau. Thấy em bị ăn hiếp như vậy, chị không để yên được. Bây giờ á chỉ là cái tát tay, ai biết được mai mốt sẽ là cái gì. Phải nói rõ một lần để cho bà không hiểu lầm như vậy nữa. Chị ơi, chị Trầm. Chị Lam. Ủa Trâm, con tới lâu chưa? Nãy giờ con ngồi chờ gì hả? Con có chuyện muốn nói với dì. Vô nhà đi con. Không cần đâu, con nói nhanh lắm. Thúy Hòa nè, con vô nhà trước nha. Qua đây nè con. Có chuyện gì hả con? Con nghĩ là dì cũng biết lý do con qua đây gặp dì. Con nói vậy là sao? Nếu dì không hiểu á thì con nói thẳng cho dì nghe. Có phải dì đang hiểu lầm Út Mây? Dì nghĩ là Út Mây đang có tình cảm với ông Quang Tuấn cho nên dì ghen tuông với nó. Trời, con nói gì kỳ vậy? Con nói cái gì á thì dì tự biết lấy. Cái tát trên mặt Út Mây á vẫn còn tái đỏ, dì không phủ nhận được đâu. Cái tát? Ai đánh nó? Con nói cái gì vậy Trầm? Dì đừng có làm bộ làm tịch nữa. Út Mây là bạn của con không cho phép ai ăn hiếp nó. Và con cũng nhắc cho dì nhớ, con Út Mây hoàn toàn không làm chuyện gì có lỗi với dì hết. Dì hãy ngưng lại cái sự nghi ngờ vô lý của dì đi. Trầm, Trầm, con nói rõ cho dì biết đi. Chào dì. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tôi không hiểu gì hết? Mà Út Mây nó bị làm sao? Rồi ai đánh nó? Sáng nay đã gọi điện 2 lần mà nó đều không nghe máy. Hay là nó đang bị cái gì? Thank you.
Ông Tuấn, tôi xin phép đi xa vài ngày để khuây khỏa đầu óc. Còn 3 ngày nữa mới đến vòng thi tiếp theo. Tôi hứa sẽ trở về Sài Gòn để tiếp tục tham dự cuộc thi. Tôi xin lỗi ông. Nội, Út mày, Út mày. Nội, con nhớ nội lắm. Con nhớ hơi ấm của nội. Thôi đến đi con, đừng có mít ướt như vậy. Nội hiểu cháu của nội rồi. Nội ơi, dù sao đi nữa nội cũng thấy mừng, vì con không phải là người tệ bạc như người ta đã nghĩ. Nội, nội ơi, nội tin con đi nội. Trong lòng con chỉ có gia đình mình. Con vẫn là Út May của nội. Con chưa từng nghĩ mình là Việt Kiều vậy hết nội ơi. Con yên tâm, nội hiểu ra mọi chuyện rồi. Nội không có trách hờn gì con đâu. Nếu có trách là trách những kẻ giả tâm thôi. Nội đang nói ai vậy nội? Nội chỉ nói chung chung thôi à. Con à, con nghe nội dặn cho kỹ nè. Ở trên đời này, người tốt kẻ xấu khó phân biệt lắm. Con hãy nhớ là luôn sáng suốt nghe con. Ở Sài Gòn, người ta không sống đơn giản như dân quê mình đâu. Nội yên tâm đi, ở Sài Gòn cũng có nhiều người tốt lắm, như chị Trầm, ông Tuấn. Nội, từ lúc lên Sài Gòn tới giờ con có lo gì được cho nội đâu. Nội biết không, có mấy đêm con không ngủ được. Con nhớ nội, muốn được ôm nội mà ngủ như hồi còn ở nhà. Nội cũng vậy. Từ lúc con đi, nội ra vô trong nhà nhìn đâu cũng thấy con hết. Mà thằng Hai á, nó cũng nhớ con dữ lắm. Nó nhắc con hoài à. Anh Hai, anh Hai đâu rồi hả nội? Nó lánh mặt ba con, nó ra ngoài đó đó. Con, ôi trời ơi, chết rồi, cha con nó về rồi. Nó hôm bữa giờ nó tức cái vụ bay lên báo dữ lắm. Nội sợ nó sẽ đánh con á. Thôi bây giờ con qua bên hông nhà con trốn đi. Rồi rồi rồi, chừng nào cha bay ngủ rồi hãy vô. Nghe con, đi, thằng Hai nó cũng đang ở ngoài á. Đi đi. Anh Hai, anh Hai. Anh Hai, cho em vô với, em trốn ba. Trời ơi, mẹ bà đó. Về tới cái nhà này thấy cái bản mặt của bà là chán bỏ mẹ. Bà có tin là tôi đốt cái nhà này, rồi tôi đốt luôn cái con quỷ cái trôi sông lạc chợ không? Trời ơi, thôi mà con. Mày xỉn rồi, mày mệt rồi, mày đi ngủ đi. Đi, nghe lời má đi con. Đó, rồi, ngủ đi. Cái mặt. Nè, sao tự nhiên lại về vậy hả? Em thấy nhớ nhà và thấy lo cho nội, vì em đã làm cho nội buồn. Út mày, em về ở đây luôn đi, đừng có lên Sài Gòn nữa. Ở trên quá mệt mỏi, em không thấy vậy sao? Em cũng muốn ở nhà lắm. Em muốn được sống bên cạnh anh Hai với nội. Nhưng mà bây giờ đâu thể nói quay về là quay về được đâu hả anh? Tại sao? Em vẫn còn nợ ông Tuấn nhiều lắm. Em vẫn chưa làm được gì cho ông. Bây giờ trong kế hoạch công việc của ông, vai trò của em quan trọng lắm. Ông Tuấn đã đầu tư cho em rất nhiều mà vẫn chưa thu lại được lợi nhuận. Anh Hai cho em thêm thời gian đi. Chừng nào trả xong hết ơn nghĩa với ông Tuấn, em sẽ quay về. Chừng nào là chừng nào? Em càng ở bên cạnh ông,
em càng mắc nợ ổng nhiều hơn. Em có nhận ra là ông đang trói buộc em vào những món nợ tiền bạc ơn nghĩa không? Anh hai, không phải đâu, không ai trói buộc em hết. Tại em thấy bản thân mình cần phải sống, cho có trước, có sau. Anh hai, mai mốt khi em có thể ra đi mà không áy náy, em sẽ quay về bên cạnh mọi người, rồi tương lai của anh em mình sẽ vui vẻ lắm. Nha anh hai. Út mày, bây giờ anh biết, cô muốn em quay về cũng không được. Dù cho em có quay về, thì người ta cũng sẽ có cách để bắt buộc em quay lại. Anh hai nói vậy là sao? Không có gì hết. Anh hai, hình như anh có chuyện gì giấu em hả? Lúc ở Sài Gòn, anh hai định nói cái gì? Đúng là có một chuyện anh muốn nói với em, nhưng mà bây giờ chưa thể nói ra được. Chuyện gì mà bí mật dữ vậy? Anh hai nói cho em biết đi. Thì em có câu như là có một người ở xóm này thích em, nhưng mà ngại, không dám nói, nhờ anh nói giùm. Chỉ vậy thôi. Anh hai nói xạo, em không có tin đâu. Nếu chỉ là chuyện đó, sao anh hai phải giấu? Sao lại không tin? Thì em gái của anh dễ thương như vậy, có người thích cũng là chuyện bình thường thôi. Người này còn nói là sẽ ở đây chờ em đến suốt đời, chắc chắn là sẽ không yêu ai hết. Anh hai nói thiệt hả? Thiệt chứ sống thiệt. Nhưng người đó là ai, ra làm sao? Thì em hỏi là ông gì vậy? Em hỏi để coi người đó có giống anh hai không. Em nói rồi, em chỉ ước sau này em tìm được một người giống y chang như là anh hai để yêu thương. Anh hai có gì tốt mà để em phải làm mẫu? Tại ở bên cạnh anh hai em thấy ấm áp, giống như bây giờ nè. Ngồi nói chuyện với anh, em thấy bao nhiêu mệt mỏi trong lòng em cũng không còn nữa. Hai ngày qua cô đi đâu mà tôi không liên lạc được vậy? Cô có biết đó là thái độ thiếu chuyên nghiệp không? Tôi đi về quê. Về quê? Trời, tôi phải nói cô bao nhiêu lần cô mới chịu hiểu hả? Bây giờ thân phận của cô là gì mà cô còn dám về chỗ đó? Một khi bị lộ ra, mọi rắc rối sẽ thuộc về ai đây? Có phải là tôi không? Ông Tuấn, tôi xin lỗi vì đã đặt ông vào chuyện đã rồi. Nhưng mấy ngày qua tôi mệt mỏi lắm, tôi lại rất lo cho gia đình nữa. Tôi thật sự rất muốn về quê. Tôi biết nếu tôi nói ra thì ông sẽ không đồng ý, cho nên tôi mới tự ý như vậy thôi. Cô có biết là mấy ngày qua tôi lo lắng cho cô lắm không? Tôi gọi cho cô không được, không biết lúc đó cô đang ở đâu và làm gì, có bình yên không nữa. Ông Tuấn, tôi xin lỗi. Mai mốt hả? Cảm ơn ông. Không có gì. Cô vô ha. Dạ.
Mây, có chuyện gì vậy con? Mấy bữa nay dì muốn gặp con mà không có liên lạc được. Dì Lam, có chuyện gì con nói cho dì biết đi. Con nói đi, có chuyện gì vậy? Bữa trước Trầm tới gặp dì, nói những lời rất khó nghe. Có phải là con đang có chuyện hiểu lầm gì phải không? Sao con im lặng vậy? Bộ có chuyện gì khó nói lắm hả? Dì Lam, con xin lỗi dì. Út Mây, Út Mây à, con nói cho dì biết đi. Thật ra đã có chuyện gì? Con cứ thẳng thắn và nói hết cho dì biết đi. Đừng để dì chán mình có chuyện hiểu lầm. Út Mây. Chị Trâm. Dì Lam, trong chuyện này chỉ có dì hiểu lầm thôi. Bây giờ Út Mây đang rất tổn thương. Những chuyện dì đã làm thì dì phải biết. Kìa chị Trâm, thôi đi mà. Dì ơi, con thiệt tình không muốn nhắc lại chuyện tối hôm đó nữa. Con chỉ có thể nói con thật lòng xin lỗi dì. Con thấy rất có lỗi với dì. Con hứa là sẽ không bao giờ làm dì buồn nữa. Con chào dì. Út Mây à, dì Lam, Út Mây nó đang rất mệt mỏi, lại đang cần tập trung tinh thần để đi thi. Dì đừng có làm cho nó phải khổ tâm thêm nữa. Nhưng mà thật ra đã có chuyện gì? Tại sao hai đứa lại cứ ấp mở như vậy chứ? Đêm đó dì đã cho người đánh Út Mây, giờ còn hăm dọa là nó không được qua lại với ông Tuấn. Chẳng lẽ chuyện mới mẻ như vậy mà dì lại quên sao? Không có, dì không có làm như vậy. Dì thề với con, dì hoàn toàn không làm điều gì để hại cho Út Mây hết. Nhưng tối hôm đó chính bọn Lưu Manh đã khẳng định là tụi nó làm theo lời của dì. Có chuyện đó nữa hả? Dì định nói là dì không có làm đúng không? Thật sự là dì không có làm. Dì không xúi biểu ai làm hết. Trầm, con phải tin dì chứ. Vậy là trong chuyện này chắc chắn có một sự nhầm lẫn gì đó. Nhầm lẫn hay không, chắc dì là người hiểu rõ. Còn con chỉ cảm thấy là tội chút may. Nó đã rất quý mến dì, coi dì như là một tình thân. Vậy mà Trầm, chắc chắn là ông Quang Tuấn đã dàn dựng màn kịch bỉ ổi này để ly gián mình với Út Mây. Nhưng tại sao ông lại kỳ công như vậy chứ? Chẳng lẽ Út Mây thật sự là con gái mình? Và Quang Tuấn đã biết điều đó và cố tình ngăn trở để che đậy những gì mà hắn đã gây ra năm xưa. Có khi nào là như vậy không? Sao mà nó dăng qua đây được chứ? Hèn gì mấy bữa nay mình cứ tìm vòng vòng ở bên kia mà không thấy. Nhưng mà sao gói giấy bị giọt cục như vậy? Thôi
kệ. Chắc tại bữa đó mình sợ ông Tuấn phát hiện, cho nên mình đã dò lại rồi mình cũng không nhớ. Dù sao tìm lại được cũng là tốt rồi. Bây giờ chỉ cần thêm một chút thời gian để làm xét nghiệm, là mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Mày đang làm cái gì vậy? À, dạ ông chủ. Hả? Trời ơi ông chủ ơi, dạ ông chủ dơ quá à. Để con lau dạ cho ông chủ nghe. Nè. Ui da. Mày xung xáo gì ngoài này vậy? Hả? Dạ dạ con lỡ làm rớt. Rớt cái gì? Dạ con làm rớt đồ. Nè, đồ là đồ gì hả? Dạ dạ dạ. Còn nếu là rớt đồ á thì cũng đâu cần phải lén lút như vậy chứ. Nói. Dạ dạ hồi sáng á con lau chùi ban công á thì con lỡ làm rớt chiếc nhẫn xuống đây. Vậy tại sao tới bây giờ mày mới tìm? Mày nói thiệt đi. Cái nhẫn đó là đồ ăn cắp nên mày sợ bị phát hiện phải không? Dạ không phải. Con đâu có ăn cắp đâu ông chủ. Vậy thì mày khai thiệt đi. Dạ con thú thiệt với ông chủ á. Con tìm ấy chứ con cũng không biết con tìm gì nữa. Mày giỡn mặt với tao hả? Dạ. Dạ con không dám. Con nói thiệt mà ông chủ. Dạ. Dạ ông ơi, dạ ông chủ biết không? Tại vì con thấy bữa hôm trước á, đang đêm nghe, bà chủ xuống đây á, bà chủ tìm cái gì á. Con thấy bà chủ tìm vòng vòng khắp khu vườn này nè, mà không có được. Con nghĩ á, là bà làm rớt những hộp xoàn hay là cái gì quý giá lắm á. Nên sáng sớm con tranh thủ đi tìm thử. Nhưng mà con đâu có thấy gì đâu. Kỳ lạ thiệt, mình cũng tìm không thấy. Không biết cái đó là cái gì mà bà lại giấu vậy ta. À, mà mày có chắc là không thấy gì không? Dạ chắc. Con tìm kỹ lắm nghe. Con đâu thấy gì đáng giá đâu. Ngoại trừ ba cái cỏ, ba cái rác, với lại cái bọc giấy gì á, gói kỹ thôi hả? À, bọc giấy? Dạ. Gói cái gì? Con cứ tưởng á, là gói cái gì quý giá trang trọng lắm á. Con mới gỡ ra con coi thử. Trời đất ơi, thì ra có mấy cọng tóc à. Con ghét quá, con nắm dọn quăng rồi. Mấy cọng tóc? Dạ. Rồi mày quăng ở đâu? Con cũng không biết, con không nhớ nữa, con quăng lung tung á. Nếu mà không có gì á, thì tại sao mày còn lục lạo nữa, hả? Tại lúc nãy á, con thấy bà tiếp tục tìm kiếm nữa. Con có thấy bà lại tìm kiếm xung quanh đây nè. Con mới thắc mắc, con tìm nữa. Nhưng mà hồi nãy như bà cũng thấy gì hay sao á, nên bà bỏ đi rồi ông chủ. Không thấy gì hết. Chẳng lẽ bà đã tìm được rồi hả? Gói giấy được mấy cọng tóc sao? Hả? Không lẽ... Ừ. Nè, tao đi công chuyện một chút. Lát nữa bà chủ về có hỏi thì đừng nói gì hết. Dạ, con nhớ rồi. Thôi, đừng có nghĩ ngợi gì nữa. Nhiệm vụ của em bây giờ là phải tập trung hết sức để thi cho tốt. Ông Tuấn rất là kỳ vọng ở em. Em mà lơ là, làm ổng thất vọng là uổng lắm. Nhưng mà em cứ thấy chuyện này có gì đó khó hiểu. Chị Trầm, nếu như dì Lam thuê người đánh em thì tại sao dì không biết gì hết vậy? Đó chỉ là một cách ném đá giấu tay thôi. Chị nghĩ tại đám lưu manh đó không biết ý cho nên mới buộc miệng khai ra. Vậy đó mà bả còn mạnh miệng phủ nhận. Đúng là trơ trẽn thiệt. Chị Trầm, không hiểu sao em cứ có cảm giác là dì Lam không có nói dối. Lúc em nhìn vào đôi mắt của dì, em thấy là ánh mắt đó rất đáng tin. Có khi nào mình đã hiểu lầm gì không chị? Vậy những gì tụi lưu manh đó nói thì sao? Không lẽ là tụi nó bịa chuyện?
Hay là em nghĩ có ai đó cố ý dựng chuyện? Em cũng không biết nữa. Nhưng nếu có người dựng chuyện thì dựng chuyện để làm cái gì? Chị mệt em quá à. Sao lúc nào em cũng nghĩ tốt cho người khác hết vậy? Sự thật đã rành rành ra đó, em còn không tin? Cứ tin vô linh cảm của mình. Mấy cái linh cảm đó đôi lúc cũng bán đứng mình lắm. Không đâu. Chị, em nghĩ là linh cảm luôn đúng. Chị nhớ hôm trước không, lúc em bị hại á, lúc đó dì Lam cũng có linh cảm Lam gặp nguy hiểm nên dì mới tới đây thăm em. Linh cảm đó chứng tỏ trong lòng dì Lam luôn lo nghĩ cho em mà. Nghe em nói chị mới nhớ, có khi nào hôm trước vụ em bị bắt cóc cũng là một trò trả đũa của bà Lam, cho nên bà mới giả bộ tới thăm em để đánh lạc hướng giống như hôm nay vậy nè, chứ hoàn toàn không phải do linh cảm gì hết. Chị Trầm, chị đừng có nói như vậy, lỡ như không phải thì tội cho dì Lam lắm. Em không có nghĩ là dì Lam cho người bắt cóc em đâu. Tại chị nóng ruột cho em nên nói vậy thôi. Thôi, em đừng nghĩ mấy cái chuyện này nữa. Em thấy mệt mỏi quá. Biết ngay là bà sẽ đi làm xét nghiệm mà. Bà định xét nghiệm huyết thống mẹ con với Út Mây sao? Mình phải can thiệp mới được. Phải làm sao để thay đổi kết quả xét nghiệm đây? Phúc hả? Anh vẫn làm việc ở trung tâm huyết học à? Vậy thì tốt rồi. À, tôi vẫn khỏe. Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Được rồi, gặp nhau sẽ nói rõ hơn ha. Chào. Thì quá tốt rồi. Xưa nay có chuyện gì mà ông không chịu giúp mình chứ? Chỉ cần lần này ông chịu giúp mình thay đổi kết quả xét nghiệm ADN thì bà Trúc Lan sẽ không còn gì để khẳng định Út Mây vẫn là con gái của bà nữa. Đi Sài Gòn hả? Mấy bữa không có con ở nhà, nội ráng ăn uống cho đầy đủ nha nội. Phải uống thuốc cho đều nha. Nội tự lo được mà. Con lên trên đó nhớ để mắt tới con Út Mây nghe con. Con nhớ rồi, nhưng mà lần này chắc con cũng không dám gặp Út Mây đâu. Ông Tuấn đã hăm dọa mình rồi. Nếu con còn gặp Út Mây, con sợ ông sẽ tức giận rồi sẽ nói ra hết những gì ông biết về thân phận của Út Mây. Lúc đó Út Mây sẽ buồn lắm nội. Nội hiểu. Con người của thằng Tuấn nó tàn độc lắm. Nhưng dù sao đi nữa, con cũng phải tìm cách để mắt tới Út Mây nghe. Dạ, dĩ nhiên rồi. Út Mây là em của con mà. Con không gặp mặt, con cũng âm thầm coi sóc em con chứ. Thôi, con đi nha nội. Con sẽ về thăm nội thường xuyên. Khi lên tới trển, con sẽ gọi điện về cho nội. Nội ráng ăn uống đầy đủ nha. Con đi nha nội. Đi đi con.
Anh lên hồi nào vậy? Nội khỏe chưa? Nội tôi không sao. Anh vô nhà đi. Lần này anh tính ở lại mấy ngày? Chắc là cũng lâu. Tôi cũng thuê riêng một phòng ở trong đó rồi, không làm phiền cô nữa. Phiền gì chứ, nhà có thêm anh á thì cũng đỡ sợ ma hơn. Mà lần này anh nói sẽ ở lại lâu, bộ anh tính ở đây coi chữ may luôn hả? Tôi có việc phải làm. Anh nói nghe hệ trọng dữ không? Nè, anh hết giận Út May chưa? Tôi giận tôi nhiều hơn. Tại vì tôi làm anh mà không thể lo được cho em gái của mình. Nghe anh nói vậy á, có nghĩa là anh hết giận Út May rồi. Tội nghiệp nó, dạo này á, nó cũng gặp nhiều chuyện mệt mỏi lắm á. Út May gặp chuyện gì nữa? Không có gì. Ý tôi là bà cái chuyện về báo chí đó. À, anh biết tin gì chưa? Út May đã lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu rồi đó. Vậy hả? Mai mốt á, anh được làm anh của Hoa hậu rồi đó. Chắc là không thèm ngó tới bản mặt của tôi nữa đâu. Tôi không muốn làm anh của Hoa hậu gì hết. Tôi chỉ muốn làm anh của Út May, em gái của tôi thôi. Anh có muốn hay không á thì chuyện cũng đã rồi. Anh đừng có buồn nữa. Thay vì buồn á, anh nên mừng chúc May đi. Vì sau này á, tương lai của nó sẽ sáng lạn. Tương lai sáng lạn? Tôi dám cá là Út May á sẽ đoạt giải nhất. Mai mốt á, nó sẽ có nhà lầu nè, xe hơi nè, rồi còn có biết bao đại gia săn đón nữa. Tôi về phòng đây. Mai nè, cô đừng có nói cho Út May biết là tôi lên Sài Gòn nha. Người đẹp Rosie Minh Châu đã vào vòng chung kết của cuộc thi Hoa khôi Hoàn cầu. Đồ khốn nạn! Chính mày đã báo với ban tổ chức phải không? Là tôi khốn nạn hay là do tại cô quá ngu ngốc để lộ ra điểm yếu của mình? Thôi, bây giờ có bị loại cũng đừng có quá tiếc rẻ làm gì. Dù gì thì cô cũng còn may mắn á. Ban tổ chức chỉ muốn giữ uy tín cho cuộc thi, cho nên họ cũng không làm rõ chuyện nghiện ngập của cô với báo chí. Sau này ráng mà tu tâm dưỡng tánh lại đi nghe cưng. Mày nghĩ là ta sẽ nhịn nhục với mày hay sao hả Quang Tuấn? Quang Tuấn, ông giỏi lắm. Tôi sẽ dạch mặt con gà của ông để coi nó còn đi tiếp được hay không. Ông không dễ dàng gì loại bỏ được con Ái Ly này đâu. Cứ chờ đi. Chào cô Rosie. Anh Tề Mai. Tôi là Kenny Thái. Đây là hoa và quà của tôi. Tôi muốn tặng cho cô và mời cô đi ăn tối. Cô thấy thế nào? Cảm ơn anh, tôi không nhận đâu. Cô khoan đã. Hãy để tôi mở quà cho cô xem. Không cần đâu.
Tôi muốn tài trợ cho cô để cô có giải thưởng lần này. Anh có bị gì không vậy? Cô Rosie. À, Rosie à, trên báo mạng vừa đưa tin vạch trần thân thế của cô đó. Tôi không biết là ai cung cấp thông tin này. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi đang trên đường qua bên cô. Nếu như chút nữa ban tổ chức có gọi điện để xác minh á, thì cô hãy làm theo lời tôi. Tuyệt đối phủ nhận mọi thông tin trên báo. Cô nhớ chưa vậy? Tôi biết rồi. Vậy thôi nha. Anh Tuấn, như vậy là sao? Quy định của cuộc thi, mọi thông tin đều phải minh bạch rõ ràng. Vậy mà bây giờ lại có tin tức vạch trần thân thế của cô Rosie Minh Châu. Là sao? Anh trả lời tôi đi. Anh Kiên à, anh bình tĩnh lại đi. Ba cái báo lá cải tung tin giật gân để thu hút dư luận thì có gì đâu mà lạ. Nếu là tin đột nhảm thì còn nói đây là cái gì? Đằng này bên phía tổ chức đã cho người đi điều tra để xác minh rồi. Sự thật cô Rosie Minh Châu không phải là gì kiểu pháp. Mọi giấy tờ thông tin của cổ đều giả hết đó. Nhưng cuộc thi này á là để tìm ra người có sắc đẹp, chứ đâu phải chỗ để điều tra lý lịch đâu anh. Anh Tuấn, anh nghĩ sao một Hoa Khôi lại khai man lý lịch vậy? Anh Kiên à, mình hiểu nhau quá mà. Chuyện này tôi nghĩ đã giải quyết êm thấm cũng đâu có khó đâu. Nhưng chẳng qua anh đang muốn loại Rosie Minh Châu để dân anh an toàn hơn thôi. Thôi anh nghĩ sao cũng được, nhưng mà quy định vẫn là quy định. Vậy anh muốn bao nhiêu để bưng bít thông tin này? Hết gia tài của anh cũng không có đủ đọc được cơ mơ. Vậy thì sao? Chỉ trừ khi Rosie Minh Châu chịu đồng ý. Ông Tuấn, như vậy có nghĩa là tôi bị loại sao? Từ trước tới nay, cô có thấy tôi thất bại khi nào chưa? Nhưng lần này, tôi thấy đúng là mình đã sai mà. Cũng không thể trách ai được, tại mình không thành thật thôi. Tóm lại là ông Kiên không có ưa gì tôi. Do cách đây khá lâu, ông bị tôi làm cho bẻ mặt. Lần này, ông có dịp loại cô là nhất cử lưỡng tiện thôi. Vừa hạ được tôi, vừa để cho dân anh dễ dàng đoạt giải. Nhưng nếu có bị loại, bản thân tôi cũng không có gì hối tiếc. Tôi chỉ là thấy ngại cho ông, vì ông đã kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Nè, hồi nãy giờ cô nói chữ bị loại nhiều lần rồi đó. Vì tôi biết, người ta sẽ không bao giờ chấp nhận một thí sinh gian lận giống như tôi đâu. Vậy thì cô càng phải lấy cho bằng được cái dương miệng để chứng minh cho người ta thấy mình trong sạch, ha? Nhưng thực chất là tôi đang nói dối mà. Cô yên tâm đi, mọi chuyện cứ để tôi dàn xếp cho, ha?
Cái gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Người này tối hôm qua có tới tìm tôi một lần, tặng quà nhưng tôi không có nhận. Người này còn nói sẽ tài trợ cho tôi có giải, còn bây giờ thì lại gửi cái hộp này nữa. Coi bộ thằng này cũng hào phóng lắm. Đồ quý như vậy mà cứ để đại ngoài đường, chứng tỏ nó coi tiền bạc của cải không ra gì. Giống như nhân cách của người khác. Thằng đó tên gì cô có biết không? Hình như là Kenny Thái. Cái thằng này thì tôi biết. Một thằng thiếu gia ngạo mạn đó mà, chuyên dùng tiền để đi sát gái. Nhưng mà nghe nói trước đây, nó đã từng bị dân anh đá đít để chạy theo người khác giàu có hơn nữa. Bây giờ làm sao để người này đừng đem đồ tới nữa? Tôi thấy khó chịu quá. Cô cứ mặc kệ nó đi. Mấy cái món đồ này nó mà đem tới thì cô cứ đưa cho tôi đi. Tôi sẽ có cách xử lý. Ông tính làm gì? Bí mật. Sao vậy? Sao không nghe máy đi? Là chị Trầm. Chị Trầm gọi hẹn đi mua chút đồ thôi à. Tôi có thể qua chỗ chị Trầm chút xíu được không? Được chứ sao không. Nhưng có điều cô đừng quên thân phận hiện tại của mình đó. Tôi biết rồi. Tôi đi nhanh thôi à. Có chuyện gì không vậy? Sao rồi? Ngon không? Đã lắm. Vậy hả? Cô sai quá nên tôi đưa cô vô đây nằm đỡ thôi. Bây giờ ra rửa mặt nghe. Đi theo tôi. Ha, ha, ha.
Xin chào. À, sao rồi? Anh Tuấn, anh giỡn mặt với tôi hả? Tại sao lại chơi tôi? Anh đừng quên là số phận của Rosy Minh Châu đang nằm trong tay tôi. Bớt nóng đi ha, tôi sẽ cho anh coi cái này. Đây, anh coi xong cái này là sẽ hạ quả liền á. Ha, coi đi. Mày gài tao, đồ chó. Đúng, anh đã từng nói tôi là chó còn anh là khỉ. Con khỉ ở trong rạp xiếc á, chỉ để cho người ta đem ra làm trò thôi. Ha, bây giờ mày muốn gì? Sao? Tôi muốn gì chắc anh biết rõ mà. Rosy Minh Châu phải được đăng quang hoa khôi hoàn cầu. Mày đừng có mơ. Tùy anh thôi, anh cứ chọn đi. Hoặc là Rosy Minh Châu được đăng quang, hoặc là sắp ảnh này sẽ được tung lên mạng với cái thông tin là thí sinh hoa khôi ăn nằm với ban tổ chức để đổi lấy cái giải thưởng. Lúc đó danh tiếng của anh và hình ảnh của dân anh nữa, và cả uy tín của cuộc thi cũng sẽ không còn. Mày. Anh Kiên à, tôi biết anh là người có đầu óc, chắc anh sẽ biết nên làm gì trong lúc này. Dân anh nó còn trẻ, lần này không đoạt giải thì lần tới cũng đoạt giải thôi. Nhưng tôi muốn Rosy Minh Châu nhất định phải đoạt giải lần này. Chúc mừng, chúc mừng cô chính thức bước vào con đường danh vọng. Ông Tuấn, có phải tôi đang nằm mơ không? Mọi thứ xoay chuyển nhanh tới nỗi tôi không thể tin được. Cách đây mấy ngày tôi còn nghĩ là mình sẽ không được đi thi nữa. Tôi đã nói rồi, tôi chưa từng thất bại mà. Ông đã làm gì vậy? Bí mật. Tôi đã nói nhiều lần rồi, không có nhà ảo thuật nào muốn tiết lộ thủ thuật của mình cho khán giả biết hết. Nhưng mà tôi đâu phải là khán giả của ông. Tôi là con chim bồ câu trong tay nhà ảo thuật mà. Chỉ là chim bồ câu thôi sao? Phải là con công hoặc là con phượng hoàng mới đúng chứ. Rosy à, bây giờ cuộc sống của cô đã sang một trang mới mẻ hoàn toàn. Những chuỗi ngày trước đây đã chính thức lui vào quá khứ. Sau này mọi sinh hoạt đời sống của cô đều phải thật ý tứ và thận trọng. Cô phải biết giữ hình ảnh của mình chứ. Tôi hiểu, tôi sẽ cố gắng thận trọng mà. Mai này con đường của cô đi rất là sáng lạng. Giới truyền thông sẽ săn đón cô, công chúng sẽ háo hức đón đợi cô. Còn thời gian của cô sẽ được tính bằng tiền đó. Tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ thuộc về cô. Tất cả là của ông mới phải. Ông đã làm cho tôi quá nhiều. Giờ cô muốn nghĩ sao cũng được hết á. Quan trọng là sau này cả hai chúng ta sẽ thật thành công mới được. Vô. À. Được rồi. Nói chuyện xíu nha. Ừ. Sao biết anh ở đây? Em nghe chị Trầm nói. Anh Hai, lần này em nghe nói anh Hai ở lại Sài Gòn lâu hả? Ừ. Anh sẽ ở đây để làm một số chuyện. Khi nào xong anh sẽ về. Có chuyện gì vậy anh Hai? Nói cho em nghe đi. Em đừng quan tâm, chuyện này anh chưa nói ra được.
Mà nè, sau này em đừng có gặp anh nữa. Bây giờ em đã là Hoa Khôi, còn anh... Đúng là mọi thứ thay đổi nhiều quá. Anh hai, dù sao em cũng là út may của anh hai mà. Anh chỉ lo là ông Tuấn sẽ la rầy em thôi. Anh đừng có lo, chừng nào thuận tiện thì em mới gặp anh. Anh hai đừng có đi làm nữa được không? Bây giờ em cũng có chút đỉnh tiền trong túi, em có thể phụ anh hai chuyện sinh hoạt hàng ngày mà. Anh là đàn ông, không lo được cho em thì thôi, tại sao phải bắt em lo ngược cho anh? Tụi mình là anh em với nhau, anh câu nệ gì chuyện đó. Em muốn anh trở thành thằng sống bám hả? Nếu vậy, để em nói với ông Tuấn tìm công việc nào đó tốt hơn cho anh. Đừng có làm mấy chuyện này nữa, nặng nhọc lắm. Anh không cần, anh không muốn dính líu tới ông. Anh hai, anh hai đừng có như vậy mà. Em thật sự rất lo cho anh hai. Em lo cái gì chứ? Lúc ở quê anh cũng làm mấy công việc nặng nhọc này mà, có sao đâu. Nhưng mà bây giờ em không muốn anh hai cực khổ như vậy nữa. Thôi em về đi. Em ở đây á, ông Tuấn mà thấy được ông sẽ la em đó. Anh hãy ra làm tiếp đi. Đi về đi. Anh hai. Sao lại như vậy được chứ? Tại sao lại như vậy? Trời ơi, nếu con gái của mình không phải là Út May, vậy bây giờ nó đang ở đâu chứ? Ơi, hôm nay đi chợ chả có gì mua hết, chỉ có mấy thứ cá vậy. Nè cha, uống đi. Cơm mà hát đừng có tên tôi nữa nghe cha. Bực bội hả? Thầy ơi, gì nữa ông nội? Mày lên chốn thành đô nhà xe gật gỡ. Ê, mấy bà mua gì? Ê bà, sao tôi thấy anh cha và bà lúc này yêu đời dữ nghe. Khùng bà ơi. Đâu á, con gái anh cha đoạt giải Hoa Khôi trên Sài Gòn gì đó. Mà hai bà biết chuyện đó không? Ôi, con sướng đằng con mà cha thì khổ đằng cha vậy đó. Khổ cái gì bà nội? Nó mà được giải thưởng hả? Nghe đâu hả, mấy trăm triệu lận đó. Ờ thì đúng là vậy đó. Nhưng mà không nhớ hả, bữa trước nó lên báo tự nhận mình là Kiều. Ôi coi như nó phủi đích rồi. Hơi đâu mà nó lo cho ông già nó. Gì? Mấy bà nói gì? Hả? Nói gì vậy cha nội? Xịn quá, dịnh chung được hả? Dịnh vô cái bàn này nè, sống dịnh. Không cho thôi khó quá. Nè, tôi nói cho mấy bà biết nha. Mấy bà đừng có ăn cơm nhà mà nói chuyện người ta. Biết chưa? Sáng bạc tai ngỡ ngàng bây giờ. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Tiền đâu? Ghi sổ. Nữa hả? Trời, cha già mắc dịch. Đừng có cãi ha. Ông theo tôi về khách sạn đi. Có rượu, có cơm đầy đủ hết á. Được á, được á. Đi. Anh ơi, anh cho em hỏi hai Bình làm ở đâu vậy? Hai Bình trên lầu á. Ở trên đó cô hả? Cô đi hướng này lên trển, cô có đi hướng này lên. Dạ, em cảm ơn.
Vô đây đi chị. Sao rồi? Xong rồi. Cuối cùng thì chị cũng hoàn thành được nhiệm vụ em giao. Trời, nếu vậy chiều nay anh hai làm việc xong, chắc là anh hai sẽ bất ngờ và vui lắm chị ha. Ừ. Em cảm ơn chị nha. Ơn nghĩa gì? Giúp đỡ hai Bình là chị không có ngại gì đâu. Chị Trầm, em thấy chị quý anh hai em như vậy, phải chứ anh hai em cũng thương chị ha. Hồi tới lúc đó em là người thích nhất nè. Bởi vì em chỉ muốn có người chị dâu giống như là chị thôi. Ừ, thôi. Anh hai của em á, khô khan cọc cằn. Chị chỉ thích những người biết cư xử ngọt ngào với chị. Chẳng hạn như biết chăm sóc cho chị, mấy chuyện lặt vặt cũng được. Phải không? Ừ. Chị không thích anh hai em phải không? Ờ. Đúng không? Thôi đi, cái cô nương này. Bây giờ anh em mình ra quán lại trại đi. Ờ, thôi, anh cứ đi chơi vui đi. Tôi có việc phải về trước rồi. Ờ, thì tôi đi dạ. Nha. Kỳ thiệt, mình đi làm phụ mà trả y như làm chính vậy. Không lẽ có tính lộn không nữa? Mình tính nhầm ta. Thôi kệ đi. Xong rồi. Tôi thấy bóng đèn của cô bị tắt mấy bữa nay, mà tôi chưa có dịp để thay, cho nên tôi mua bóng mới thay cho cô. Bây giờ thì ngon lành rồi thấy chưa? Thì ra anh cũng quan tâm tôi dữ ha. Thì có gì đâu. Thì cô cũng giúp đỡ anh em tôi nhiều mà. Hôm nay tôi đi làm dư được một chút, cho nên tôi ghé tiệm điện mua về thay cho cô. Nói vậy bữa nay anh làm được nhiều lắm hả? Tôi thấy cũng như mọi bữa thôi. Nhưng không hiểu sao tới lúc tính tiền, ông thầu lại tính cho tôi nhiều công hơn. Tôi có thắc mắc á, nhưng mà cũng biết làm sao. Mà cũng không nghe phàn nàn gì hết, cho nên tôi cứ nhận thôi. Tới bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc nữa. Chắc là anh vừa làm vừa nghĩ tới cô nào đó, cho nên không có biết mình làm nhiều hơn thôi, đúng không? Cô á, được cái nói nhảm là hay. Ờ, tôi nói nhảm vậy đó. Tôi nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la. Mà thôi, không có giỡn nữa, mắc công anh giận tôi á. Tôi dặn nè, mai mốt á, nếu anh có dư á thì anh cứ để dành xài đi, đừng có mua gì cho tôi hết á. Mấy cái chuyện sinh hoạt lặt vặt này á tôi tự lo được mà. Thì cô cũng hay mua này mua kia cho tôi mà. Tôi làm vậy á tại vì tôi quý anh. Còn anh á, anh làm vậy á tại vì anh muốn có qua có lại. Anh không muốn ái nái với tôi. Nhưng mà tôi đâu có cần vậy đâu. Trầm nè, cũng không hẳn là tôi sợ ái nái nên mới quan tâm tới cô đâu. Thật ra tôi cũng rất là quý cô, vì cô là người bạn của tôi giúp mày. Thì tôi chỉ nói vậy thôi. Tôi chỉ muốn anh á đừng có bận tâm về những cái mà tôi làm cho anh. Còn người của tôi là vậy đó. Tôi làm được gì cho người khác á thì tôi làm thôi. Tôi biết rồi. Thôi, tôi đi trả ghế cho bà chủ đây. Cảm ơn anh nha. Hả? Đã thay bóng đèn mới cho tôi. Có gì đâu mà cảm ơn. Cô là con gái, mấy cái chuyện này á để đàn ông con trai làm dễ hơn. Đúng là con gái cũng cần có người đàn ông bên cạnh. Nhưng mà bao nhiêu năm nay tôi sống tự lập quen rồi, cái gì cũng tự mài mò làm cho biết. Nhưng mà tôi nghĩ Trầm cũng phải có người đàn ông để gánh vác cho mình những việc nặng nhọc chứ. Bữa nay anh cũng quan tâm đến chuyện đời sống cá nhân của tôi nữa hả? Thì có gì đâu, cô là hàng xóm của tôi mà. Vậy bây giờ
anh tìm giùm tôi một người thiệt là tốt đi. Tôi tìm giùm cô. Thì bữa trước á, anh còn nợ tôi cái vụ nhờ tôi chú ý Út Mây giùm anh. Bây giờ anh tìm giùm tôi một người đàn ông thiệt là tốt để trả nợ đi. Cô vẫn chơi hoài. Tôi nói thiệt đó. Nếu anh tìm không ra thì tôi bắt đền anh đó. Ai vậy? Ủa? Cha. Vô đây. Cha ở đây có thấy thoải mái không cha? Khỏi phải nói. Dĩ nhiên là nó đã hơn cái hốc bồ tó ở dưới rồi. Lẽ ra con nên đưa cha về nhà để lo cho cha. Nhưng mà mấy bữa nay con bận quá, con sợ như vậy rồi con không lo cho cha được chu đáo. Thôi, khỏi. Tao ở đây tao còn thấy khoái nữa. Ê, miễn sao á, cái thằng bồ của mày trả tiền phòng cho tao là được rồi. Cha. Hả? Cha nói gì kỳ vậy? Ông Tuấn là ông chủ của con. Ủa? Nói vậy là nó không phải bồ mày hả? Tao cứ tưởng là mày theo nó lên đây một thời gian rồi mày cặp bồ với nó luôn rồi chứ. Trời đất ơi, sao mà mày ngu dữ vậy hả? Cha. Nhưng mà cha lên đây có chuyện gì không cha? Nè, nói vậy mày không hay biết chuyện gì hết hả? Bà nội của mày á, ở dưới quê bà bị té bể đầu rồi. Nội bị té hả cha? Ừ. Rồi bây giờ nội sao? Nội đang nằm ở đâu vậy? Bà đang nằm ở bệnh viện đa khoa Gò Tháp á chứ đâu. Trời ơi, vậy mà sao con không hay biết gì hết? Mày đúng là cái dòng bất hiếu mà. Bà thì cực khổ ở dưới quê, còn mày á, ở đây được bao nhiêu tiền là khư khư đem giấu xài mình đến hả? Không. Bây giờ tao mượn tiền của người ta để mổ cho bà xong rồi á, tiền viện phí thuốc men các cái tao trả đâu có nổi, cho nên tao mới lên đây để gặp mày á. Cha, hết bao nhiêu vậy cha? Chừng 30 triệu á. Mày có đưa tao liền đi, để mai chiều á tao bắt xe về dưới, tao thanh toán tiền lại cho bệnh viện người ta. Hay là để ngày mai con nói với ông Tuấn cho con về quê với cha để thăm nội, rồi sẵn con mượn thêm tiền ổng để lo cho nội luôn nha cha. Dẹp mẹ mày đi nha mày. Mày đừng có đốc cảnh với tao nha mày. Bộ mày tưởng là tao không có biết mày mới đạt giải cái cuộc thi gì người mẫu hay là hoa hậu gì đó. Tiền của mày hả? Chất đầy ở trong tủ kìa. Ở đó mày đặt mượn. Không phải như vậy đâu mà cha. Đúng là con có đạt giải nhất cuộc thi hoa khôi, nhưng mà cho tới giờ con vẫn chưa nhận được tiền thưởng. Nhưng mà nói thiệt với cha là số tiền đó con không có giữ được. Bởi vì ông Tuấn, ông phải giữ số tiền đó để ông góp vô vốn đầu tư cho những dự án tiếp theo của con. Mày khỏi nói nữa đi. Tao hiểu rồi. Tao hiểu cái lòng dạ của mày rồi. Mẹ mày, tao nuôi mày kỳ công cho mày khôn lớn, rồi ra đời thành công với người ta. Bây giờ mày phúi đít hả? Ở nhà có chuyện mà mày cũng không hay không biết, chỉ lo đàn đúng sướng ca vô loại mà ôm tiền ăn uống một mình. Cha đừng có nghĩ như vậy mà cha. Con không có nói gạt cha đâu. Bây giờ trong người của con chỉ có vài triệu thôi à. Nhưng mà cha yên tâm đi, ngày mai con sẽ lo đủ để về thăm nội mà. Khỏi cần mày về mày. Cái bản mặt của mày á, về tới dưới lối sớm người ta còn cười chê nữa. Bà mới mổ xong á, bà có bề gì tao gánh không có nổi đâu. Nhưng mà cha ơi. Thôi, không có nhân vậy hết trơn á. Bây giờ vậy đi, có bao nhiêu đưa hết cho tao bao nhiêu đi, rồi mai chiều á đưa thêm cho nó đủ, xong rồi tao về dưới tao thanh toán tiền bệnh viện cho người ta. Ơi mày, mày giỡn mặt với tao đó hả? Tao nói vậy mày còn không chịu nữa hả? Mày đưa đây cho tao. Ông Tuấn. Cha cô ở như vậy cô hài lòng chưa? Dạ được lắm, tôi cảm ơn ông. Cha cô lên đây chắc là có công chuyện gì hả? Thiệt ra cha tôi lên
để mượn một số tiền về lo viện phí cho nội, nhưng tôi lại không có đủ. Nội có bị sao mà nhập viện vậy? Cha tôi nói là nội bị té, bị chấn thương rồi phải phẫu thuật. Phí phẫu thuật thì cha tôi mượn được rồi, còn lại viện phí và tiền thuốc tới khoảng 30 triệu lận. Hồi nãy tôi có đưa trước cho cha, nhưng chỉ được vài triệu thôi à. Thôi được rồi, cô đừng có lo nữa. Để sáng mai tôi sẽ qua khách sạn nói chuyện với cha cô. Ông Tuấn, tôi nhờ ông có gì giúp đỡ nội tôi nha. Sau này số tiền đó ông cứ trừ vô thu nhập của tôi. Cô đừng có đặt nặng chuyện này. Chuyện của cô cũng là chuyện của tôi thôi.